Được huấn luyện viên Trương Việt Hoàng trao cơ hội thi đấu ở V-League năm 2021, Nguyễn Thanh Bình đã biết tận dụng tốt khả năng để chứng minh bản thân. Cũng nhờ thế, anh đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Park Hang-seo, được huấn luyện viên người Hàn Quốc gọi lên đội tuyển quốc gia. Nhưng như chính bản thân Thanh Bình thừa nhận, anh cũng chỉ đặt mục tiêu tích lũy kinh nghiệm và nỗ lực bởi biết sự cạnh tranh để lọt vào danh sách sang UAE là vô cùng khắc nghiệt. Em thì em cũng chưa nghĩ đến việc cạnh tranh vị trí đi UAE, tại vì em còn rất là trẻ nên là em trước khi lên trên đây thì em cứ cố gắng tập luyện hết sức mình là được để lên đây để học hỏi các anh là chính ạ. Nhưng với huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, việc Thanh Bình chiếm trọn niềm tin của huấn luyện viên Park Hang-seo không có gì quá bất ngờ. Tôi cũng không bất ngờ, cậu ta cũng chứng minh được khả năng chuyên môn rồi, đặc biệt vào khi cái mùa giải 20 mà khi mà cậu ta có cái cơ hội mà được ban luyện và để không còn thi đấu thì nói chung cậu ta làm việc coi như rất là có hiệu quả. Ban luyện của đội tuyển họ cũng đã để ý đến trường hợp của Thanh Bình, cậu ta cũng đã cố gắng và đã trụ lại được ở trong danh sách cuối cùng, thì tôi nghĩ đây là một điều rất là đáng tốt. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là làm thế nào để trong từng trận đấu một và cậu ta phải phấn đấu để có được trong danh sách 2-3 tuyển thủ cuối cùng, hoặc là cũng có thể được vào sân thi đấu để khẳng định cái chuyên môn của bản thân của Thanh Bình. Đây là một cầu thủ có một ý chí phấn đấu rất là cao. Sự khẳng định của Thanh Bình khiến huấn luyện viên Trương Việt Hoàng càng đặt thêm niềm tin trong việc tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ do chính câu lạc bộ đào tạo. Quan trọng nhất là các cầu thủ trẻ phải khẳng định cái tinh thần cầu tiến của các bạn ấy trong tập luyện cũng như trong thi đấu. Những lúc khi mà các bạn có cái cơ hội mà để ban luyện tin tưởng mà cho các bạn trong thi đấu thì các bạn biết tận dụng cái cơ hội đấy để các bạn thi đấu. Để nếu mà khi mà các bạn có nhiều những trận đấu thi đấu nhiều giải thì các bạn có những cái kinh nghiệm, và nếu các bạn đi thi đấu tốt thì cũng là điều để mà ban luyện của các đội tuyển quốc gia để các bạn trong những lần tập trung. Cùng đội tuyển sang UAE dự 3 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 chắc chắn là cột mốc đáng nhớ cho Nguyễn Thanh Bình. Và chắc chắn, cũng như các đồng đội, cầu thủ sinh năm 2000 này đang rất hạnh phúc, khát khao làm nên lịch sử cùng đội tuyển quốc gia.